Thưa quý vị, hiện thành phố Đà Nẵng có hơn 15.000 người khuyết tật và phần lớn người khuyết tật sống trong các gia đình nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Với truyền thống nhân ái ngàn đời của người Việt, thương người như thể thương thân, lá lành đùm lá rách, đạo lý nhân văn đó đã thấm nhuần qua từng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước thông qua các hoạt động trợ giúp cho các đối tượng yếu thế nói chung, người khuyết tật nói riêng. Phóng sự được thực hiện nhân kỷ niệm Ngày Người Khuyết Tật Việt Nam 18 tháng 4. Thời gian qua, thành phố Đà Nẵng đã tổ chức nhiều hoạt động, kêu gọi vận động đóng góp tiền mặt và hàng hóa trị giá hàng chục tỷ đồng, phối hợp với các tổ chức đơn vị doanh nghiệp, trợ giúp, tặng quà, thăm hỏi hàng ngàn lượt người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức giao lưu văn nghệ, thể thao, tọa đàm, hội nghị, hội thảo, tư vấn kỹ năng sống và tuyển dụng việc làm, hướng dẫn chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, khám chữa bệnh miễn phí dành cho người khuyết tật. Bên cạnh đó, người khuyết tật cùng nhau đoàn kết, nỗ lực vượt lên số phận, xóa bỏ mặc cảm, tự tin vươn lên, có cuộc sống tốt hơn, trở thành gương sáng trong lao động sản xuất, kinh doanh dịch vụ, học tập và công tác. Tôi mong muốn rằng ủy ban cũng giống như các ban ngành quan tâm hơn nữa cái những cái hội mà như chúng tôi, tất cả các người ở trên đất nước Việt Nam và riêng cái hội người khuyết tật của quận Sơn Trà, thì chúng ta hãy tự tin vào cuộc sống. Cứ nghĩ rằng chúng ta tàn nhưng không phế, nhưng sau lưng của chúng ta còn những mảnh đời bất hạnh hơn nữa, nhưng họ cũng cố gắng vươn lên. Có người là có thể họ làm kỹ sư, một nhà văn, vân vân, rất nhiều. Thì chúng tôi cũng mong muốn rằng hãy xóa đi cái tự ti mặc cảm của người khuyết tật mà hãy vươn lên trong cuộc sống hiện nay. Những hội viên là người khuyết tật ấy, thì về cái công tác người tiếp cận và các nguồn ưu đãi của chế độ nhà nước thì cũng có, nhưng mà dù sao thì cũng qua cái kênh của hội ấy, thì chính cái đó là cái kênh mà trực tiếp ấy, để mang lại quyền lợi và những cái mà phường, xã, quận, thành phố quan tâm, thế gọi quan tâm. Nên thành ra là nó có nhiều cái tạo cái niềm tin vì cái sự quan tâm của hội. Công tác đào tạo, dạy nghề cho người khuyết tật đặc biệt được quan tâm chú trọng. Nhờ vậy, người khuyết tật có việc làm phù hợp, có thu nhập để tự chủ trong cuộc sống, tự tin hòa nhập cộng đồng. Các trung tâm hướng nghiệp cũng đã thường xuyên duy trì nhiều hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực. Đa số các em mà khi ra nghề là ở lớp mai, khi các em học nghề mai xong là những em mà có tay nghề tốt thì sẽ được trung tâm giới thiệu. Còn nếu còn một số trường hợp thì sau khi mà học một thời gian nhưng mà cái tiến triển của các em thì không được thì trung tâm tiếp tục nuôi dưỡng và cũng dạy nghề để các em là có thể làm một số việc, một số công việc để tạo trung tâm. Bằng những việc làm thiết thực hiệu quả, qua đó nhận thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và cộng đồng xã hội trong thực hiện chính sách đối với người khuyết tật ngày càng được nâng lên, góp phần khơi dậy và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, làm cho đời sống vật chất và tinh thần của người khuyết tật ngày càng được cải thiện, có thêm nhiều cơ hội tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tự tin, tự lực, vươn lên trong cuộc sống.